Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 đã kết thúc thành công chuyến bay thử đầu tiên, vượt qua trở ngại lớn nhất để hướng tới mục tiêu thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới vào năm 2015. Phát biểu trước báo giới tại một căn cứ không quân ở Bayern, Thụy Sĩ, phi công người Đức Marcus Schadel, người thực hiện chuyến bay cho biết, chuyến bay kéo dài 2 tiếng 15 phút, lâu hơn dự kiến 30 phút. Mọi hoạt động diễn ra đúng dự định. Schadel cũng cho biết Solar Impulse 2 còn phải được bay thử nghiệm thêm, nhưng đây là một khởi đầu tốt đẹp. Chiếc máy bay này là thành quả của 12 năm nghiên cứu và thử nghiệm. Mỗi cánh máy bay dài 72 mét, mang theo 17.000 tấm pin mặt trời. Phi cơ có sải cánh dài hơn một chiếc Boeing 747 nhưng chỉ nặng 2,3 tấn. Dự kiến chuyến bay vòng quanh thế giới của Solar Impulse 2 vào tháng 3 năm 2015. Máy bay sẽ vượt qua biển Ả Rập để đến Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc. Tiếp đó, máy bay sẽ vượt Thái Bình Dương, bay qua nước Mỹ, Đại Tây Dương, Nam Âu và cuối cùng là Bắc Phi. Chủ dự án phát triển máy bay sử dụng năng lượng mặt trời Bertrand Piccard, người đầu tiên bay quanh thế giới bằng khinh khí cầu khí nóng, và André Bosbusch, nguyên là một phi công trong lực lượng không quân Thụy Sĩ. Hai ông cho rằng pin năng lượng mặt trời kết hợp cùng vật liệu siêu nhẹ có thể biến máy bay sử dụng năng lượng mặt trời thành hiện thực.